160. Giới không mặc tăng kỳ chi vào thôn. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc mặc thiếu y buông lung sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại kỳ viên, nhóm sáu cô ni đi vào thôn mà không mặc tăng kỳ chi nên để lộ ngực, hở nách. Cư sĩ thấy chê dèm, các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni không mặc tăng kỳ chi mà vào thôn phạm ba vật đề. Tăng kỳ chi còn gọi là tăng khước kỳ, gọi đúng là tăng khước sai, Trung Hoa dịch là yểm dịch y hay áo lót. Luật sư Nghĩa Tịnh nói: Trung Hoa dịch là phú bát, dùng để che vai, che nách. Trước hết dùng che hai vai, kế đó quấn qua cổ cho chắc rồi gài nút ở trên vai. Sau đó đắp mặt pháp phục hoặc may bằng lụa, bằng vải. Dài độ 4-5 khuỷu tay là đúng cách thức. Luật Tát Bà Đa nói: để ngăn lạnh che nóng, ngoại trừ người không biết xấu hổ, mỗi khi đi vào làng xóm, lúc đi đường đều phải mặc để oai nghi thanh tịnh, giúp mọi người sanh tâm lành, cho nên Phật chế loại áo này. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu không mặc tăng kỳ chi mà đi vào cổng làng phạm ba vật đề. Hoặc một chân trong cổng, một chân ngoài cổng, hoặc sắp sửa muốn đi lại không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, không có tâm xấu hổ; hai, đã bước vào cổng làng. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la do có thầy tỳ kheo trẻ tuổi vào thành khất thực trong thôn làng, đắp y để hở ngực, bày nách. Thầy này tướng mạo tốt đẹp, các cô gái nhiễm ái, nên Đức Phật mới chế buộc phải mặc tăng kỳ chi. Giới đây đồng chế mà biệt học, kết tội thì khác. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là do có bệnh như vậy, hoặc trong nách có ghẻ, hoặc không có tăng kỳ chi, hoặc vừa định may, hoặc vì mới giặt chưa kịp khô, hoặc bị mất, hoặc cất quá kỹ, hoặc bị sức mạnh ép buộc, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.